Đây nha các bạn xem này, bà con nhìn này, đây hoa thiên lý này, bông có bông đấy nha mọi người này, hoa thiên lý này bắt đầu có bông này, đấy, bắt đầu có hoa nhé. Nhưng mà cái này tôi trồng trong thùng xốp nhá, không là trồng ấy rất tốt chưa mọi người nhìn này, trồng trong thùng xốp mà nó tốt như vậy. Đây mọi người nhìn này, đây cái gốc của nó này. Đây, trồng cốt đấy chưa mọi người, nhìn gốc cây đấy, có hai cây thôi, hai cây trồng hai thùng xốp này đấy mọi người nhìn nha. Đấy tốt chưa, màu nan này, này tốt, xanh um, hoa thiên lý rất dễ trồng mọi người nha. Cái này trồng mọi người chỉ cần cắt cành cái dâm cái là lên luôn nhá, nhưng mà cái này không có hạt giống nhá mọi người nhá, nhưng mọi người xem đâu có cành thì xin cái về trồng dâm xuống đất cái là tự lên. Đây tôi dâm vào thùng xốp này, dâm vào có hai thùng xốp này, hai gốc hai thùng xốp mà nó xanh um này. Đây, đây mọi người bà bắt đầu họ, mọi người nhìn có họ hoa này, có hoa thiên lý này, đấy, cái dâm được khoảng độ mấy tháng bắt đầu tốt um mà bắt đầu có hoa này, rất dễ trồng mọi người nhé. Giàn nó xanh um mà mọi người nhìn này, cây này rất dễ trồng nhá. Cái này nói lại cho mọi người biết là cái này không có hạt giống nhé, cái này chỉ trồng cành, mọi người có thể cắt cành, xin cành cắt dâm cái nó sẽ tự mọc luôn. Đây tôi trồng trong thùng xốp có hai cây thôi, hai cành mà giờ đâm tốt xanh um rồi. Đây thùng xốp đấy mọi người nhìn nhá, đấy. Được khoảng 6 tháng, trong 6 tháng đã bắt đầu có hoa mọi người. Đấy. Ok, lúc nào nhiều hoa nó quay lại cho mọi người nhá. Bây giờ nó bắt đầu mới đâm ra được một cành thôi. Mới được có một bông thôi. Bông hoa duy nhất. Còn một dàn. Rồi xin chào mọi người.